Xin chào các anh chị. Vậy trong tay của anh chị đã có cái package có tên gọi là Experience Package. Thì Thúy sẽ hướng dẫn các anh chị sẽ sử dụng nó như thế nào nhé. Cái sản phẩm đầu tiên AP24, đây là kem đánh răng giúp ngừa sâu răng. Thúy nghĩ là không cần chỉ các anh chị đánh răng, các anh chị cũng biết cách đánh như thế nào. Ok. Cái sản phẩm thứ hai, dầu gội đầu có tên gọi là Balancing Shampoo, cân bằng lại cái độ ẩm cho tóc của mình, và nam nữ đều dùng được. Và cái kế tới là Renew Hair Mask, thì hay gọi đây là hấp dầu tại nhà, một dạng Rich Conditioner. Hướng dẫn sử dụng thì sau khi mình dầu gội xong, xả sạch sẽ và mình bôi Renew Hair Mask lên để trên tóc mình khoảng 5-10 phút và sau đó xả sạch. Các anh chị sẽ có mái tóc bóng mượt. Cái kế đến, Liquid Body Lufra. Đây là body scrub, nó sẽ lấy đi những cái dơ bẩn và da chết đã bám lâu ngày trên da của mình trong khi các anh chị tắm. Và nếu như các anh chị kết hợp với Liquid Body Bar, đây là một loại sữa tắm, thì sẽ có công dụng tuyệt vời hơn, vừa làm sạch da vừa lấy da chết, sẽ để lại cho các anh chị có làn da mềm mại. Với Liquid Body Lufra, các anh chị có thể tắm một tuần 2 lần. Còn Liquid Body Bar tắm mỗi ngày. Ok. Và cái kế đến là lotion có tên gọi là Perennial. Lotion này đặc biệt, nam nữ đều dùng được, giữ ẩm rất là tốt và đặc biệt không có mụn. Kế đến hand lotion. Các anh chị bôi hand lotion mỗi ngày, da các anh chị có lotion giữ ẩm nhưng các anh chị không feel là nó bị rít rít cái tay, rất là thoải mái. Và đặc biệt khi các anh chị làm việc nhiều với nước, cái là trong phòng của bác sĩ, các anh chị là y tá rửa tay rất là nhiều đúng không, da rất khô, thì hand lotion sẽ giúp các anh chị sẽ có một cái làn da tay mịn màng. Kế đến cái sản phẩm có tên gọi là polishing peel. Đây là một loại lấy da chết trên da mặt của mình dưới cái dạng kỳ, là mình kỳ để lấy da chết, rất đơn giản. Sau khi rửa mặt sạch sẽ, bôi một cái lớp mỏng, lau lau khô mặt, bôi một cái lớp rất là mỏng và để từ 30 giây tới 1 phút, hơi ráp, hơi khô khô cái tay, bắt đầu các anh chị kỳ. Và khi kỳ thì các anh chị nhớ giữ cái da của mình lại và mình kỳ, thì trong cái tác dụng kỳ đó nó sẽ lấy đi những cái da chết. Rất đặc biệt cho những người có da và mình có một cái làn da đồi mồi hoặc là bị nám thì nó hết rất là nhiều. Kế đến thì có cái sản phẩm có tên gọi là Moisture Store. Đây là một sản phẩm giữ ẩm, các anh chị có thể dùng ngày đêm, giữ ẩm rất là tốt cho cái da của mình nó được mịn màng, ẩm ướt nhé. Và favorite của Thúy là cái bộ có tên gọi là Age Lock Element. Trong đây có 3 sản phẩm. Cái thứ nhất là Age Lock Clinton Toner, là một dạng rửa mặt dưới cái dạng tạo bọt, rất là mịn màng, rất là gentle. Khi các anh chị rub thì sẽ lấy những cái da chết sâu, những cái da dơ, những chất dơ bạc bẩn rất là sâu trong lỗ chân lông khi các anh chị có động tác rub như thế này. Sau đó thì các anh chị sẽ có dưỡng da ban ngày, nếu như đó là ban ngày thì nó có thêm trong nắng, và tối thì mình có giữ ẩm vào ban đêm. Thì với tôi muốn quay lại cái này tí xíu, với cái polishing peel này các anh chị nên dùng có thể 1 tháng 2 lần nhé. Rồi, và cái rất rất đặc biệt này có tên gọi là Age Lock True Face Essence Ultra. Trong đây có những cái viên ngọc trai rất là nhỏ màu xanh, các anh chị chỉ việc là mở vặn nhẹ cái đây là cái viên màu xanh rất là xinh xắn, các anh chị mình vặn nhẹ cái đầu ra và được mở ra không, mở ra và trong đây nó có một cái dung dịch, các anh chị lấy hết nó ra trong lòng bàn tay của mình như vậy và mình dùng 4 đầu ngón tay và mình táp táp nhẹ khắp mặt của mình và sau đó mình vỗ nhẹ
vỗ nhẹ và sau đó mình massage up and out, sẽ có nó sẽ giúp cho các anh chị có làn da săn chắc, mịn màng và nó xóa mờ đi những cái nếp nhăn. Chúc các anh chị có kết quả tốt khi dùng sản phẩm đúng cách và thường xuyên mỗi ngày.